Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một siêu phẩm đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Bovet. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, còn full box cũng như sổ sách của Bovet đi kèm anh em nhé. Và trước khi đi đến nhân vật chính của chúng ta thì mình sẽ show lên cho anh em xem cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Cuốn sách này nó khá là đặc biệt anh em ạ. Bên trong sẽ cung cấp cho anh em rất là nhiều thông tin bổ ích về đồng hồ. Và quan trọng nhất ạ, thì bên dưới cuốn sách của chúng ta sẽ là một cái tờ cực kỳ quan trọng đi kèm cả đồng hồ anh em ạ. Ở trong cái tờ này thì sẽ cung cấp cho anh em một số thông tin. Chúng ta sẽ có số series là 021527. Và sản phẩm của chúng ta là phiên bản Limited Edition, có số thứ tự là 1073/1822. 1822 là năm ra đời của thương hiệu Bovet anh em nhé. Anh em có thể quan sát ạ, 1822. Bovet đã lấy luôn cái năm ra đời của mình để đặt cho cái bản giới hạn của cái chiếc Bovet ngày hôm nay. Ở bên dưới của chúng ta thì sẽ có một số thông tin nữa là sản phẩm sử dụng bộ máy automatic. Đây là bộ máy in-house của Bovet anh em nhé, do Bovet tự chế tạo, sản xuất và lắp ráp. Ở đây chúng ta sẽ có size mặt là 40 này. Toàn bộ khung vỏ là 18K Roscone màu vàng hồng, nó cực kỳ hiếm anh em nhé. Đó, tiếp theo nữa thì sản phẩm sử dụng một bộ dây da và đi kèm sẽ là một bộ khóa toàn bộ là vàng khối anh em ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chữ ký của chủ tịch Bovet đã ký và đóng dấu. Ok, và mình sẽ tạm gác cái thẻ sang một bên này để cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Một chiếc bóc của Bovet thiết kế bằng da cực kỳ sang trọng và chắc chắn anh em nhé. Ở bên trong hộp của chúng ta sẽ là nơi chứa một cái sợi dây da. Đây là sợi dây da zin của chiếc Bovet này anh em ạ. Anh khách của chúng ta cực kỳ chu đáo khi anh khách chúng ta mua chiếc đồng hồ này lúc mới ạ. Anh khách của chúng ta đã thay thế một sợi dây da ngoài để đeo và giữ nguyên cái bộ dây nguyên bản sao cho nó mới đẹp nhất, để cho chiếc đồng hồ chúng ta luôn ở trong tình trạng zin nguyên bản anh em nhé. Ok, và như anh em thể thấy trên tay mình là một chiếc Bovet với mặt đeo màu đen cùng bộ khung vỏ toàn bộ bằng màu vàng hồng, vàng khối 18K anh em ạ. Hàm lượng vàng ở chiếc Bovet này nó cực kỳ nặng anh em nhé. Với size mặt là 40 này, độ dày thì siêu mỏng, chỉ khoảng 7-8mm mà thôi anh em ạ. Sử dụng bộ máy cơ automatic nhưng mỏng chỉ như một chiếc đồng hồ pin anh em nhé. Chiếc này chúng ta sử dụng một bộ máy in-house của Bovet thì lát nữa mình sẽ show lên cho anh em xem. Và với cái size mặt này thì sẽ phù hợp với anh em cổ tay từ 16-16.5 trở lên đeo rất là tuyệt. Chiếc này của chúng ta được thiết kế một cái lắc tu lắc cũng khá là hay anh em ạ. Anh em quan sát lắc tu lắc cảm giác như nó rời ra với cả phần khung vỏ đúng không ạ? Đây là một thiết kế rất là độc đáo của Bovet dành cho chúng ta. Anh em quan sát vị trí góc 12 giờ chúng ta được thiết kế một cái lắc khá là điệu đà. Và ở vị trí này thì anh em có thể thấy là cái đúng điều chỉnh thời gian của chúng ta đã được Bovet chuyển từ vị trí góc 3 giờ lên góc 12 giờ tạo điểm nhấn anh em ạ. Và cái núm của chúng ta được cấu tạo thiết kế dạng là quạc quýt anh em nhé. Ở bên trên ở phần đỉnh chóp chúng ta sẽ được thiết kế cái dạng hình cầu, và xung quanh cái núm này của chúng ta được thiết kế tạo hình cạnh khí răng cưa để giúp anh em dễ dàng lên cót tay này, cũng như là anh em có thể kéo núm ra để chúng ta có thể điều chỉnh giờ một cách dễ dàng tiện lợi anh em ạ. Ở chiếc này chúng ta được trang bị mặt đeo màu đen piano huyền bí, và để bảo vệ cho mặt số của chúng ta thì Bovet đã trang bị một cái mặt kính sapphire nguyên khối được phủ một lớp chống phản quang AR, nên anh em nhìn nghiêng nó sẽ có một chút ánh xanh anh em nhé. Và với thiết kế này thì khi anh em nhìn ở mọi góc độ ạ, thì cái chiếc Bovet của chúng ta nó rất là trong trẻo, anh em có thể nhìn xuyên thấu, cảm giác như nó không có kính luôn anh em ạ. Ở bên trong mặt số của chúng ta nổi bật thì sẽ là bộ kim không thể bỏ qua anh em ạ. Bộ kim này được thiết kế dạng kim như kiểu dạng con rắn anh em nhé, và phần đầu kim của chúng ta được tạo hình rất là đẹp. Đó, và toàn bộ các cái kim cọc này đều được thiết kế bằng vàng khối 18K. Kim dây chuyển động cực kỳ mượt mà nhờ sử dụng bộ máy in-house của Bovet anh em nhé. Vị trí góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là Bovet này, được tạo hình đẹp vào dòng chữ 1822 là năm ra đời thương hiệu nhé. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có ô lịch ngày. Với ô lịch thiết kế tại vị trí này giúp anh em quan sát lịch một cách cực kỳ tiện lợi. Và đây là ngày thiết kế dạng lịch cười anh em ạ. Với thiết kế ô lịch cười này thì cái số ngày hiển thị của chúng ta sẽ nằm ở chính giữa. Hiện tại thì ngày là ngày 15 anh em nhé. Bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ là Squidmate, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ anh em ạ. Lòng ngoài cùng của chúng ta thì được thiết kế bằng những dấu chấm auto rim này, những vạch chia phút anh em ạ. Các cọc số của chúng ta ngày hôm nay được Bovet đan xen phối kết hợp giữa cọc số vạch và cọc số la mã. Và với sự đan xen phối kết hợp này sẽ tạo chúng ta cảm giác nó cổ điển, lại pha một chút đương đại, tân cổ giao duyên vô cùng tuyệt vời. Và chiếc này có hàm lượng vàng khá là nặng, điều đó thể hiện rõ thông qua cái trọng lượng khi mà mình cầm trên tay anh em ạ. Hai bên hông được tạo hình đẹp, và toàn bộ những chi tiết nào màu vàng ở chiếc Bovet này đều là vàng khối 18K anh em nhé. Mình sẽ đi qua một lượt để cho anh em thấy được vẻ đẹp tuyệt vời ạ. Đi kèm với đồng hồ thì chúng ta sẽ bộ dây da cá sấu màu đen. Đây là bộ dây da đã được anh khách nâng cấp lên rồi. Bộ dây da zin vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Đi kèm với bộ dây da chúng ta sẽ bộ khóa xiên của Bovet. Và toàn bộ khóa của chúng ta được làm bằng vàng khối 18K anh em ạ. Bên trong khóa của chúng ta sẽ có những cái chuyện là chuyện của Bovet này, chuyện 750, chuyện đầu trò Bách La và chuyện cân tiểu ly anh em nhé. Và với sự xuất hiện của đầy đủ những cái chuyện này thì chúng ta có thể kết luận đây là bộ khóa vàng khối 18K anh em ạ. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau của đồng hồ ạ. Mặt sau của chúng ta được thiết kế toàn bộ bằng vàng khối 18K, và nổi bật thì sẽ là cái hình ảnh của thành phố nơi khai sinh ra thương hiệu Bovet anh em nhé. Mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy độ hoàn thiện tuyệt vời của cái thành phố này. Rất là rõ ràng anh em ạ.
Và khi mà mình soi lên cận cảnh như này thì anh em có thể nhìn thấy rõ những chi tiết cực kỳ nhỏ ở cái thành phố này. Từ những viên gạch, những ngôi nhà và những cái chi tiết rất là nhỏ cũng được phơi bày. Chúng ta có thể thấy cái sự rêu phong cổ kính của thành phố này, một cái thành phố mà tạo nên rất là nhiều những thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em ạ. Và bên dưới của chúng ta thì sẽ là tên thành phố. Đồng thời thì để minh chứng cho chiếc đồng hồ chúng ta sử dụng bộ vỏ là vàng khối 18K thì hãng đã đóng cho chúng ta đầy đủ những cái chuyện. Ở đây chúng ta sẽ có chuyện cân tiểu ly này, chuyện 750, chuyện của Bovet và chuyện 18K, chuyện đầu trò Bechner. Với đầy đủ những chuyện này thì chúng ta có thể khẳng định đây là một chiếc đồng hồ sử dụng bộ vỏ là vàng khối 18K anh em nhé. Chúng ta sẽ có một cái số series number là NO021527. Anh em check nó sẽ khớp với cả tờ giấy mà lúc đầu mình show lên cho anh em xem. Bên trên vị trí góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là Bovet 1822, năm ra đời của thương hiệu anh em nhé. Bộ máy sử dụng trên chiếc Bovet này là bộ máy in-house Calibe 11BA15. Với bộ máy này thì anh em sẽ có 28.800 dao động và khoảng 42 giờ tích-cóp cho anh em trải nghiệm. Bộ máy cực kỳ tuyệt vời. Rất là ít những cái thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ có thể tự chế tạo sản xuất ra được bộ máy in-house cho riêng mình. Và đây có thể nói là một niềm tự hào của hãng anh em ạ. Và với một chiếc Direct Watch sang trọng thanh lịch như này sẽ có độ trúng nước là 3 ATM. Anh em có thể đi mưa rửa tay mà không lo vào nước anh em nhé. Vừa rồi mình đã cùng anh em trải nghiệm một siêu phẩm đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Bovet, sử dụng một bộ khung vỏ toàn bộ bằng vàng khối 18K, đặc biệt là được trang bị bộ máy in-house do hãng tự chế tạo, sản xuất và lắp ráp thì thực sự sẽ là một sản phẩm không thể thiếu trong bộ sưu tập của anh em. Sản phẩm của chúng ta đang được bán mức giá retail khá là cao và ngày hôm nay thì đồng hồ Minh Triệu giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, mức giá chỉ 265 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra thì cam kết với anh em hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng, bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết bán hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín, thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%, sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội nếu anh em có nhu cầu. Bên mình sẽ cấp thêm cho anh em thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp trên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Và trước khi kết thúc video này, mình mong anh em giúp mình bằng cách bấm vào nút like ở bên dưới video nếu anh em cảm thấy hay và bổ ích, hoặc nút dislike nếu anh em không thích, và anh em hãy thẳng thắn nhé. Cái việc này nó thực sự rất rất ý nghĩa với mình, tại vì mình cần nhìn một số liệu thích hoặc không thích này để mà chỉnh sửa, để hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Và nếu anh em cảm thấy video sau mà hay hơn video trước ý, thì chắc chắn rằng cái người góp một phần vào đó chính là anh em, thông qua cái việc bấm thích hoặc không thích nhá. Anh em giúp mình nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu